khách sạn 5 sao An Giang ở Quy Nhơn. Đường An Dương Vương. Mình đang đứng ở đường An Dương Vương. Trước mặt là cũng khách sạn An Gia nữa. Nhưng mà không phải là 5 sao. Và một cái bãi đất trống đây thấy người ta chưa xây dựng. Bên kia là mấy cái tòa nhà chung cư với khách sạn cũng mới xây, chắc của FLC. Bên đây là Hoàng Yến các bạn. Cái tòa Hoàng Yến cũ á. Với là Bình Dương. Hôm nay mình đưa các bạn nào mà đi du lịch mà đi bằng xe hơi hay là xe máy cũng được, mà muốn tham quan cái bờ biển Quy Nhơn thì nên đến những cái khu như vậy nè, nó có cái bãi đậu xe, mình không có mất tiền giữ xe mà, và đứng cái chỗ đậu xe đi ra bờ biển nó gần lắm, mình ra có thể ngắm biển được. Còn các chỗ khác là mình không có chỗ đậu các bạn. Đây các bạn nhìn cái bảng này. Đây có cái đường đi vào, không có bị chặn nữa các bạn. Trong này có một cái bãi này. Để dành cho đậu xe hơi á. Các bạn nào đi du lịch bằng xe hơi thì ghé đây. Du lịch mà xuống muốn ngắm biển là mình ghé đây chơi. Có hai đường á, một cái đường đây và đường bên kia nữa, chắc mình nghĩ một đường vào đường ra, thì nói chung là đi đường nào cũng được. Đây là đường An Dương Vương. Đường này đi lên Gành Ráng các bạn, đi lên Gành Ráng Tiên Sa chỗ Mồ Ngọc Tử. Bạn nào mà đi du lịch thì ghé đây nè. Đây cái đường này cũng đi vào nè. Đi xe hơi vào được, xe hơi vào đậu bãi này, đây xe máy người ta cũng để nè. Mình muốn dạo ngắm biển thì vào cái vùng đây bỏ xe hơi. Bỏ xe đây, cái bãi bỏ xe không có giữ mà. Tự giữ. Còn có mấy cái đường nhỏ, dưới đây có nhiều cái đường nhỏ để dành cho đi bộ cho nên người ta chặn lại. Đây nè, các bạn thấy bằng cấm không? Người ta làm mấy cái cục đá này để chặn cái đường này. Không cho đi vào những cái con đường này dành cho người đi bộ. Người ta chiều ra dạo mát ngắm cảnh. Đây là nơi đổ xe này. Thấy không? Vùng này là đổ xe rộng rãi. Đầu đây cũng được mấy chục chiếc xe chứ không biết đâu. Đây mình đi buổi sáng, sáng sớm các bạn. Buổi trưa các bạn. Thành ra là ít thấy người. Xuống cái khu đây thì các bạn chú ý mấy cái chỗ đây nè. Giờ sợ người lớn thì người ta có thể biết rồi, nhưng mà mấy đứa nhỏ sợ nó không biết. Mình biết cái gì mà cấm sờ không? Người lớn cũng được sờ nhưng mà người lớn người ta thấy. Còn con nít nó không biết. Đây, có điện. Nguy hiểm, cấm sờ, tao không biết cái gì không? Nó là cái trụ điện bằng sắt, trụ đèn á. Dọc trong cái khu đây là có tới 6-7 cái trụ đó. Nhìn lên chưa? Đó, mấy cái trụ đèn đó. Biết ở vùng biển cho nên là mấy cái trụ đây nó rất dễ bị sét. Hệ thống dây điện là nó rất dễ bị rò. Đây mình qua đây coi các bạn coi kìa. Nó có một cái hệ thống điện ở bên trong. Đây các bạn nhìn nè, đó. Các bạn thấy dây điện không? Đó, nó mà nó rò điện ra cái mấy cái chỗ đây, nó rò ra cái thanh đây á, mình rò vô là giật chết người. Người ta cũng sửa sang luôn, nhưng mà coi các bạn thấy mục hết rồi nè. Biển mà nó mục hết. Thôi chú ý nha các bạn. Đây cái đường đi xuống đây cũng bị chặn này các bạn. Đây có cái bảng. Cấm hộp chợ. Mấy cái cục đá đây làm cái cục đá để chặn những người lấy xe máy hay là đi vào con đường này chặn lại, nhưng mà có một số người ta đẩy cục đá để chạy này. Cái đây là sai quy định nha, mà
đất đá này người ta để là chặn, mà họ đẩy ra họ đều đi đó. À, theo mình nghĩ là chắc là mấy cái người họ buôn bán này, buôn bán tìm đường họ đi, họ đi vô để bán cho mấy người ngồi mát. Đây bờ biển Quy Nhơn, sẵn mình quay luôn bờ biển, đứng dọc theo cái vùng đây để ngắm biển này. Người nào đi đi đây mà xuống là đang nghỉ mát, chơi mát mẻ lắm rồi. Đây là nhìn về cái view thành phố Quy Nhơn cũng đẹp. Một cái bờ biển này dài, bờ biển đây là bờ biển phía sau khách sạn Hoàng Yến với Hải Âu. Chung công nhân người ta đi dọn dẹp vệ sinh cũng ghê lắm, nhiều lắm, mà nhưng mà dọn hoài không hết. Mà mình thấy lúc nào cũng có cái đồ dơ, nói chung cái ý thức của con người là chính, chứ không dọn không bao giờ hết. Đây nếu mà lần để ý thức một lần thì nó sẽ sạch đẹp. Đây mình quay lại cái vùng để mà đậu xe đấy các bạn. Có cái chỗ mà mình đậu xe thoải mái chứ không phải đậu xe ngoài đường. Mấy cái vùng dưới kia là các bạn biết cái nghĩa là phải đậu xe ngoài đường. Xe máy thì cũng có thể dắt lề, cho nên là xe hơi là phải đậu ngoài đường. Ở trên này là lên trên này là có khu đất mà người ta làm những khu vậy là để phục vụ khách du lịch nữa. Rồi thằng Ái chào tất cả mọi người. Và các bạn xuống ngắm biển Quy Nhơn. Đây, mình mua lại một vòng đây. Biển Quy Nhơn. Nói chung là thời gian gần đây là biển nói chung cũng sạch đẹp rồi. Cũng không hết đâu ạ. Rác ở ngoài nó ấp luôn, người ta phải dọn hàng ngày. Gần rác xuyên xa.